man oh man đã lâu rồi chúng ta không có một ngày như hôm nay các bạn hôm nay đó Chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin đã giảm xuống thêm khoảng chừng là 3% nữa Cái mức thấp của giá ngày hôm nay đó Để thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn Chúng ta đã giảm xuống tới mức là khoảng 39.400 đô Hiện bây giờ đó thì giá đang xoay quanh cái mức là khoảng 40.000 đô các bạn Nhưng mà chúng ta cũng đang nhìn thấy là giá Bitcoin đó Coi như cũng đã gần có một cái sự điều chỉnh rồi là đáng kể rồi các bạn Từ cái mức cao là 49.000 đô Mặc dù chúng ta chỉ ở cái mức 49.000 đô chỉ một thời gian rất ngắn mà thôi Nhưng mà chúng ta thấy được là từ cái mức đó xuống tới cái thời điểm bây giờ đó để thường cho các bạn thì được cái phần trăm giảm xuống là khoảng chừng 18.5% nếu tính luôn cái phần trăm mà thấp ngày hôm nay đó thì khoảng chừng là 19.8% coi như là cũng gần 20% rồi các bạn và các bạn đã biết là năm vừa rồi đó là một năm mà có cái sự khôi phục trong thị trường này chúng ta không có nhiều ngày như thế này các bạn nhưng mà chúng ta cũng đã có rất nhiều ngày như thế này thôi mời các bạn cùng nhau trải qua những năm như là năm 2022 năm 2018 năm 2019 nói chung đó thì Hôm nay, cảm giác lại ùa về các bạn lại có nhiều cái sự lo lắng ở trên thị trường. Giá của Bitcoin đó ở cái mức này, chúng ta đã trả trở về cái mức là không phải là xa lắm các bạn, chúng ta chỉ trả trở về cái mức là đầu tháng 12 mà thôi. Bây giờ là khoảng ngày 22 tháng 1 các bạn ở Hoa Kỳ, thì chúng ta đã trả trở về khoảng chừng là một tháng rưỡi. Thì nghe như là chúng ta thấy là cái mức giá 39.000 đô này là rất, rất 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 lâu rồi, nhưng mà thật ra chúng ta chỉ trả trở về một tháng rưỡi trước đây mà thôi. Nhưng mà, Hiện bây giờ có rất là nhiều cái sự lo lắng ở trên thị trường Thuận muốn cùng các bạn tìm hiểu xem câu chuyện gì đã xảy ra Ngoài ra những gì chúng ta đã nói tới rồi các bạn Những cái thông tin liên quan đến tình hình của Bitcoin Spot ETF Tình hình của những cái nhà đầu tư ngắn hạn bán Thì hôm nay đó còn thông tin gì mới nữa Về cái lý do tại sao mà giá giảm đó hôm nay không có một lý do nào liên quan trực tiếp với giá hết các bạn Ngày hôm nay đó đúng là chúng ta có nhiều những tin tức lớn Như là liên quan đến chúng ta ít nhất biết là tại sao lại có nhiều GBTC được bán như vậy Ai là người đứng sau lưng bán cái số lượng Grayscale Bitcoin Trust đó các bạn, cái số lượng cổ phần đó là do công ty nào. Kế đó chúng ta cũng có cái cập nhật liên quan đến cái ngày ra tòa của Binance với là SEC các bạn và có những cái thông tin rất là thú vị. Và chúng ta cũng có một cái nhận định đến từ luật sư của Bloomberg liên quan tới cái vụ kiện của Coinbase và SEC. Cũng như chúng ta đã có một cái thông tin rất là hay các bạn đến từ Arkham Invest thì họ cũng đã tìm kiếm được những cái địa chỉ ví của những cái quỹ Bitcoin Spot ETF. Họ đang lưu trữ bao nhiêu Bitcoin? Họ có thật sự lưu trữ Bitcoin hay là không? Đó là những cái câu hỏi mà thường nhận được rất nhiều từ các bạn và nhiều những cái thông tin ở bậc khác thường muốn chia sẻ. Nhưng mà chúng ta đầu tiên hết thì nói tới giá cả đi các bạn thì thật ra có gì khác biệt hay là không? cho dù chúng ta nhìn thấy được giá bây giờ là 40.000 đô thì đã có một cái sự điều chỉnh khoảng chừng là 20% từ cái mức cao là 49.000 đô thì có gì khác biệt ngay bây giờ so với cái thời điểm đó cách đây không lâu các bạn cách đây khoảng chừng là 2 tuần ngày 11 tháng 1 cho đến bây giờ thì thật ra không có gì khác biệt hết các bạn. Những gì mà chúng ta đã nói tới trước đó vẫn là những gì mà đang xảy ra hiện tại. Chúng ta đã có Bitcoin Spot ETF, chúng ta cũng đã có dòng tiền đi vào trong Bitcoin Spot ETF. Hàng ngày thì cái số lượng Bitcoin được tích lũy bởi những cái quỹ ETF ở thì càng nhiều hơn các bạn. Hàng ngày cái sự bullish, cái sự mà tiến sâu trong thị trường càng nhiều hơn. Các bạn cứ nghĩ đi, cái giá bây giờ so với lại cái giá cái tiền một tháng rưỡi đó là đầu tháng 12 là bằng nhau các bạn ở mức là khoảng 40.000 đô. Lúc đó chúng ta chưa chắc là có Bitcoin Smart ETF. Chúng ta cũng không biết là có Bitcoin Smart ETF đó, giá sẽ ra sao và nhiều người cho là khi mà có Bitcoin Smart ETF nó sẽ có hiện tượng sell the news dẫn tới đẩy giá xuống tới mức là khoảng 30.000 đô các bạn. Ngay bây giờ chúng ta đúng đã có cái hiện tượng sell the news như là một số bạn đã nói nhưng mà chúng ta điều mà không có biết trước đây là giá đã lên tới mức 49.000 đô thì cho dù chúng ta có sell the news ngay thì đến bây giờ sau một thời gian nay chúng ta ở mức là 40.000 đô các bạn chứ không có phải là xuống tới mức sâu như là nhiều người đã lo lắng trước đây có xuống nữa hay là không đó thì tôi chia sẻ với các bạn một số những thông tin rồi các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình nhưng mà chúng ta đang nói tới là ngắn hạn mà thôi còn về dài hạn đó thì không có gì thay đổi hết các bạn cái mà thay đổi đó chính là tâm lý của những nhà đầu tư có phải là Bitcoin Spot ETF đã bị từ chối hay không thì không phải các bạn có phải là sau khi được thông qua bây giờ BlackRock rồi Fidelity rồi Franklin tất cả những công ty phú War họ đã hối hận cho nên bây giờ họ không ủng hộ nữa hay là không cũng không phải có phải là khi mà có Bitcoin Spot ETF những nhà đầu tư thông thường ở phú War ra thì họ không muốn đầu tư vào quỹ Bitcoin Spot ETF cũng không phải luôn các bạn tất cả Điều tiến triển như là nhiều người mong đợi có thể nói là tốt hơn mong đợi nữa các bạn chỉ có là giá cả thay đổi mà thôi và giá cả thay đổi khiến cho tâm lý của nhiều bạn thay đổi cứ nghĩ đi trước đây khoảng chừng 2 tuần các bạn hai tuần trước thôi thì mọi người đều nói là giá bitcoin sẽ thậm chí là lên tới cái mức cao nhất có nghĩa là cao hơn cả 69.000 đô trước khi mà có bitcoin haven rồi chúng ta thấy được là có nhiều người nói là giá bitcoin nó sẽ đạt được 50.000 đô sớm thôi các bạn nhưng mà chỉ hai tuần Bây giờ các bạn thấy được là nhiều người bây giờ lại nói ngược lại là giá Bitcoin sẽ xuống 30.000 đô. Khi mà các bạn nhìn ở trên Twitter đó thì hầu như những cái biểu đồ vẽ về xu hướng Bitcoin đó thì đã hoàn toàn ngược lại các bạn. Cái T2 tuần đó thì ai cũng vẽ lên. Bây giờ thì phần lớn các bạn thấy là vẽ cái xu hướng đi xuống, cái tâm lý nó thay đổi rất là nhanh ở trong thị trường crypto này. Nhưng mà sự thật thì không thay đổi chỉ có tâm lý các bạn mà thôi và ngay bây giờ đó cảm thấy đúng là mới đầu chúng ta có những cái người mà họ chốt lời giống như chúng ta thấy là sau khi có Bitcoin Spot ETF thông qua giá cả đã tăng rất là nhiều trước đó rồi như chúng ta cũng đã biết là khi mà Rayscale đó lên tiếng muốn có Bitcoin Spot ETF hồi tháng 6 của năm ngoái đó, thì giá là 25.000 đô Tới lúc mà có Bitcoin Smart ETF rồi giá tăng lên tới cái mức là 49.000 đô đó thì rất nhiều người đã có lời các bạn. Thì đó là điều đúng và chúng ta cũng đã thấy là có một cái sự chốt lời xảy ra đối với những người đầu tư dài hạn lẫn ngắn hạn luôn. Và chúng ta cũng có những cái thông tin mà thường sẽ chia sẻ một lát nữa liên quan đến thời đào các bạn Tại vì thời đào vẫn đang có dấu hiệu bán hiện bây giờ Nhưng mà nhanh chóng chúng ta nhìn thấy được là chốt lời bây giờ thành cắt lỗ các bạn chúng ta thấy được là nhiều người bây giờ lo lắng cắt lỗ dẫn đến giá xuống dẫn đến là nhiều người khác lo lắng là tiếp tục cắt lỗ nữa các bạn đó là cái tâm lý hiện bây giờ ở trên thị trường và các bạn cũng đang thấy được là giá bitcoin giảm thì cũng kéo theo rất nhiều altcoin cũng tiếp tục có cái sự điều chỉnh các bạn chúng ta nhìn thấy trên màn hình ngày hôm nay đó có rất nhiều màu đỏ và tổng số vốn hóa đó hôm nay đã giảm xuống là 2.8% ở mức là 1,6 nghìn tỷ nhưng mà cái suy nghĩ của thuận thì như thế này các bạn nếu chúng ta nhìn vào giá của Bitcoin đó thì nhiều thường chia sẻ cái mức giá khoảng chừng 40.000 đô bây giờ nó là cái mức giá chúng ta đã thấy trước đây là ngày 4 tháng 12. Lúc đó chúng ta vẫn chưa biết là kết quả Bitcoin Smart ETF sẽ ra sao và sau khi có Bitcoin Smart ETF thì giá cả sẽ như thế nào, có phải là điều chỉnh từ cái mức đó hay là không. Nhưng mà ngay bây giờ chúng ta đã trở về cái mức giá đó và đối với thuần đó thì cái mức 40.000 đô bây giờ nó còn tốt hơn cái mức 40.000 đô của cái thời điểm đầu tháng 12 tại vì chúng ta đã có Bitcoin Smart ETF chúng ta cũng đã hiểu hơn sau khi có Bitcoin Smart ETF thì tình hình nó như thế nào ngắn hạn rồi. Tại vì cái sự lo lắng là ngắn hạn mà thôi. Còn về dài hạn, là tôi đã chia sẻ rất nhiều với các bạn về cái lòng tin của thuận về dài hạn như thế nào rồi. Đối với Bitcoin Smart ETF và đương nhiên chúng ta vẫn đang tiến tới gần cái ngày Bitcoin halving. Không có gì thay đổi hết đối với thuận chỉ là cái mức 40.000 đô này nó hấp dẫn hơn so với cái mức 40.000 đô hồi đầu tháng 12. Tại vì chúng ta đã có nhiều thông tin hơn hiện bây giờ rồi. Chúng ta cũng đã từng nói đến là tuy có rất nhiều cái nguồn tiền đi vào những quỹ đầu tư bitcoin smart etf nhưng mà có một quỹ bitcoin smart etf mà có cái số lượng tiền cứ rời khỏi hoài đó chính là cái quỹ GBTC BTC các bạn của Rayscale và chúng ta thấy là cho dù mua ở sàn OTC này nữa đó thì sàn OTC cũng có số lượng giới hạn như thường đã từng chia sẻ với các bạn nhưng mà đáng tiếc là chúng ta thấy được là cái số lượng đó nó không bị cạn kiệt tại vì chúng ta có một đơn vị là Rayscale cứ liên tục bán trên sàn OTC và cũng có nhiều cái sự khó hiểu các bạn chúng ta nhìn thấy được là hàng ngày chúng ta đều thấy là có cái số lượng Bitcoin đó cũng khoảng chừng là mười mấy ngàn Bitcoin khi mà nhìn sơ qua các bạn tự đây là 14 triệu nhưng mà thật ra đây là 14.000 các bạn 14.272.53 Bitcoin thì chúng ta nhìn thấy hàng ngày đó có con số này được gửi lên trên sàn Coinbase Prime sàn OTC nghĩa là cái sàn dòng ngoài của Coinbase các bạn để mà bán thì thường cũng nhiều khi đặt câu hỏi tại sao ngày nào chúng ta cũng có cái con số như vậy các bạn nó không giống hoàn toàn nhưng mà nó cũng tương tự tại vì thuận nghĩ khi mà đã chuyển cái quỹ Rayscale Bitcoin Trust thành Rayscale Bitcoin ETF rồi thì những ai mà chờ đợi bán trong thời gian qua thì họ đáng lẽ đâu đã bán những ngày đầu tiên rồi các bạn họ đâu có đợi tới bây giờ rồi mới bán và tại sao là họ lại bán hàng ngày như vậy nhưng mà hôm nay Chúng ta đã có câu, câu trả lời rồi các bạn. Cái số lượng mà được bán Mới scale đó thì phân nửa là đến từ các bạn có đón được ai hay không? Đến từ FTX các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là hôm nay đã thống kê từ Condes cho thấy là FTX là cái đơn vị đứng sau lưng cái lượt bán gần 1 tỷ đô la GBTC trong tổng số 2 tỷ được bán gần đây thì có khả năng là sau khi mà tòa án cho phép bán đó, thì họ đã chia cái số lượng GBTC ra để mà bán tại vì họ thấy được là cái nhu cầu ở trên sàn OTC ra sao có thể là họ bán dựa theo cái lực mua ở trên sàn OTC tại vì họ không muốn bán BTC thông qua những cái sàn thông thường cho nên chúng ta mới thấy được là hàng ngày chúng ta điều đặn có những con số như thế này nhưng mà dựa theo thông tin đến từ Condessa thì họ cũng đã đã gần như bán hết rồi, như là không còn bao nhiêu nữa đâu. Thì chúng ta cũng đã thấy được là công ty Alameda trước đây đó họ cũng đã đệ đơn để mà kiện công ty Rayscale. Lý do tại sao? Tại vì công ty Alameda nói là công ty Rayscale đó có hai điều. Thứ nhất là công ty Rayscale đó đã tính cái phần trăm phí đối với họ là quá cao và không có đúng như là hợp đồng. Thứ nhì nữa là họ nói là công ty Rayscale đó vì cái lý do pháp lý không cho phép họ đổi những cái cổ phần GBTC đó thành BTC để mà trả cho những nạn nhân hay là để có thể là tiếp tục kinh doanh chai của họ nếu như mà đó là cái quyết định cuối cùng cho nên họ đã kiện Grayscale hôm nay đó chúng ta nhìn thấy được là Alameda đã coi như hủy bỏ cái đơn kiện đó tại vì bây giờ họ đã có thể bán quỹ GBTC đó trên sàn rồi các bạn cho nên họ không cần phải kiện nữa và rất rõ ràng là họ đã có ý định là bán hết Điều này nghĩa là gì các bạn? Điều này có nghĩa là chúng ta có thể thấy là cái lực bán đến từ GBTC sẽ sớm cạn kiệt mà thôi. Và nếu chúng ta thấy cái lực mua cứ tiếp tục đến từ những quỹ còn lại thì sẽ là một cái áp lực mua rất là kinh khủng đó với sàn OTC các bạn. Và chúng ta có từng nói đến là một ngày nào đó, không biết khi nào nhưng một ngày nào đó thì cái số lượng bán từ RC cũng sẽ phải chậm lại và chúng ta bây giờ đã hiểu rõ hơn rồi tại vì khả năng cao là cái phần lớn chúng ta thấy hàng ngày là đến từ sàn FTX. Có nhiều bạn hỏi thường là có cái thuyết âm mưu gì hay là không tại sao mà Trayscale lại để cái phí của họ cao gấp 5 lần. Nhưng cái phí còn lại thì không có cái thuyết âm mưu gì đâu các bạn. Đây là cái tính toán của họ mà thôi tại vì họ là một cái quỹ mà đã có mặt trên thị trường nhiều năm rồi. Họ đã có nhiều Bitcoin trong đó, họ đã có nhiều khách hàng cam kết để mà tiếp tục với quỹ của họ tại vì những khách hàng này đó là những tổ chức đầu tư, họ sẽ không có phải là gì cái lý do là bên kia phí rẻ hơn mà thay đổi ngay lập tức tại vì họ có thể là đang có lời rất nhiều nếu như mà họ di chuyển đó thì họ sẽ phải đóng thuế cho nên khả năng là nhiều khách hàng của họ sẽ lựa chọn tiếp tục giữ cái số lượng cổ phần của họ và không bán và tray scale dựa vào đó để không có cần phải cạnh tranh với những quý còn lại liên quan tới phí giao dịch. Họ nghĩ là những quý còn lại đó cần phải cạnh tranh về phí giao dịch tại vì họ không có nhiều bị kho như là raise scale. Đó là cái sự tính toán đến từ raise scale. Họ có đúng hay là sai ra chúng ta sau này mới biết được. Nhưng mà cũng không có cái thuyết âm gì đâu các bạn, tại vì đó là cái cách tính của họ. Nếu như mà họ tính đúng đó, thì trong thời gian một 2 năm tới đây họ vẫn sẽ có lời rất là nhiều. Nếu như mà họ đoán sai thì họ có thể bị lỗ nếu như mà cái số tiền đời khỏi nhiều như vậy. Tới bây giờ đó tuy là hàng ngày chúng ta thấy là cái số lượng tiền rời khỏi không có phải ít nhưng mà khi mà tính cái phần trăm đó thì khoảng chừng là 5% rời khỏi cái quỹ GBTC mà thôi. 95% tài sản vẫn đang nằm trong quỹ của họ hiện tại. Và có thể là nhiều bạn bây giờ lại tiếp tục có ác cảm với lại sàn FTX tại vì chúng ta thấy là họ đã khai bảo vệ phá sản từ cuối năm 2022. Bây giờ đã là đầu năm 2024 rồi mà họ cứ tiếp tục dây dẫn đi theo thị trường này và tiếp tục là một cơn ác mộng. Thì uh, nếu như bạn là một cái người nạn nhân mà đang đợi nhận lại tiền đến từ FTX thì các bạn cũng nên vui tại vì có thể là bán GBTC sau khi mà có Bitcoin spot ETF là lệnh trade có lời duy nhất trong lịch sử của FTX và Alameda các bạn <laughs> và ngày hôm nay đó là cái khối lượng giao dịch Ngày thứ bảy của Bitcoin Spot ETF ngày mai chúng tôi mới biết là cái dòng tiền như thế nào nhưng mà khối lượng giao dịch chúng ta thấy được là tổng cộng là hơn 2 tỷ đô la, không tính chi BTC các bạn nhìn thấy bên dưới này đó là hơn 1 tỷ đô la giao dịch ngày hôm nay, một con số giao dịch cực kỳ ấn tượng các bạn. Các bạn thấy được là ngày nào chúng ta cũng thấy rất nhiều những giao dịch cho những quỹ Bitcoin Spot ETF này. Đó là điều rất là tốt có thể là bạn không có cảm thấy vui tại vì giá cả không có như mong muốn nhưng mà ngược lại bạn có thể nghĩ là khả năng giá cả có sự điều chỉnh lại khiến cho nhiều nhà đầu tư họ cảm thấy an tâm hơn là khi mà chưa có sự điều chỉnh để có thể bước chân vào trong thị trường này tại vì rất nhiều những nhà đầu tư họ mua bitcoin smart etf là cái bước chân đầu tiên đi vào thị trường này cơ thể họ sẽ cảm thấy là tốt hơn khi mà thị trường đã có một cái sự điều chỉnh sau một thời gian dài tại vì các bạn cũng đã biết là trước khi mà có đợt điều chỉnh này để chúng ta trên căn bản chưa thấy một đợt điều chỉnh nào gọi là đáng kể hết chúng ta đã nói rất nhiều lần trên channel này rồi chúng ta đều biết sẽ có một ngày không biết ngày nào ngày đó đã đến rồi các bạn bây giờ đã điều chỉnh 20% rồi thường cũng coi như là đáng kể rồi tại vì chúng ta thấy trên cái con đường tăng trưởng đó thường chúng ta có thể thấy Bitcoin điều chỉnh từ 20 cho đến 30%, lâu lâu cũng có thể điều chỉnh tới 40% các bạn nhưng mà 20 và 30% là con số chúng ta thường thấy. Và có một câu hỏi rất phổ biến, nhiều bạn hỏi thuận là những cái quỹ Bitcoin Spot ETF này đó họ có thật sự có Bitcoin hay là không thì câu trả lời là họ phải có các bạn tại vì họ phải có kiểm toán họ phải thông báo với lại SEC nếu như không đó thì họ sẽ phạm luật và nhiều bạn đó thì nói là nếu như vậy thì tại sao họ lại không có cho chúng ta biết địa chỉ ví của họ là đang nằm ở đâu thì chúng ta đã biết là rất nhiều những công ty này họ sử dụng Coinbase một số thì sử dụng Gemini một số sử dụng những cái công ty khác để mà lưu trữ Bitcoin cho họ và những công ty này đó cũng giống như là sàn Coinbase họ có một quan điểm là càng ít người biết càng tốt cho nên họ sẽ không có công khai địa chỉ ví. Chúng ta đã nhìn thấy được là trong cái thời điểm năm 2022 khi mà nhiều công ty sụp đổ các bạn đã thấy được là có một cái phong trào là những cái sàn dịch lớn như là chúng ta nói tới sàn Binance, Bybit vân vân thì họ đều chia sẻ cái địa chỉ ví và cái số lượng Bitcoin họ đang lưu trữ hiện tại. Nhưng mà chúng ta không thấy những thông tin đó đến từ những sàn ở Hoa Kỳ như là Coinbase, Gemini tại vì họ tha là mất khách hàng còn hơn là phải công khai cái địa chỉ ví của họ à, Đó là cái quan điểm của sàn Coinbase và sàn Gemini và những sàn ở Hoa Kỳ Cho nên chúng ta sẽ không biết là họ lưu trữ ở đâu và lưu trữ bao nhiêu Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là Arkham Investor thì sau nhiều ngày Họ cũng đã tìm thấy được một số địa chỉ ví Của những cái quỹ Bitcoin Smart ETF này Nó không có hoàn toàn đầy đủ đâu Nhưng mà nó cũng là một khởi đầu tốt Để cũng chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn Thì chúng ta nhìn thấy được là những cái link này là cho những cái quỹ chúng ta nhìn thấy được là có quỹ iShares của BlackRock, chúng ta có quỹ Fidelity, Bitwise, Franklin thì có bốn cái liên kiện bây giờ mà thôi và chúng ta thấy được tổng cộng chúng ta có tới 11 quỹ Bitcoin Smart ETF thì chúng ta còn lại 7 cái công ty còn lại chúng ta vẫn chưa biết là địa chỉ ví của họ nằm ở đâu. Nhưng mà ít ra những công ty lớn như là BlackRock chúng ta cũng đã thấy được là dựa theo Arkham thì BlackRock đang lưu trữ là 33.000 431 Bitcoin cỡ đó các bạn Thì cái số lượng này đó là đáng giá Đi thường zoom ra thì các bạn thấy rõ hơn Đáng giá là khoảng 1 tỷ 3 dựa theo Arkham Invest chúng ta nhìn thấy Fidelity thì lưu trữ khoảng chừng là 29.907 Bitcoin cũng là gần 1 tỷ 2 các bạn chúng ta nhìn thấy được chúng ta có Bitwise thì lưu trữ khoảng chừng là 10.152 Bitcoin đáng giá khoảng chừng là 406 triệu đô la các bạn và Bitwise là công ty mà họ có nhiều sản phẩm khác cho nên chúng ta nhìn thấy được là trong ví của họ cũng có một số những cái đồng nhỏ hơn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là Franklin thì bây giờ là một công ty mà không có lưu trữ nhiều các bạn họ lưu trữ khoảng chừng là hơn 1.000 Bitcoin mà thôi Nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy được là ở bên tay phải đó thì có những cái lịch sử giao dịch Và chúng ta nhìn thấy được là những giao dịch thì đến phần lớn là từ Coinbase Prime Tại vì đó là sàn OTC mà họ sử dụng để mà thu mua như Bitcoin này Đây là dẫn chứng cho thấy được là chúng ta có sự tích lũy đến từ những quỹ này các bạn nhìn thấy được đối với lại blockchain đó thì cái gì nó cũng công khai như vậy các bạn có nghĩ đi làm sao kiểm chứng được cái số lượng vàng mà những cái quỹ vàng ETF đang có như là GOD hiện tại. Cho dù là họ chụp hình cho các bạn thấy, họ chia sẻ địa điểm thì làm sao các bạn chắc chắn được những cái thổi đó là vàng thật các bạn. Ngoài trừ các bạn phải tự kiểm tra mà thôi. Nhưng mà đó là một cái việc làm rất khó khăn đối với nhà đầu tư thông thường. Và để chứng minh cái số lượng vàng dùng để bảo chứng cho cái quỹ vàng ETF của họ đó thì rất là tốn kém. Nhưng mà đối với lại blockchain như là Bitcoin đó thì cực kỳ đơn giản các bạn. Chỉ cần kiếm được địa chỉ vĩ là chúng ta đã biết rồi, nhưng mà đây là cái bước khởi đầu thôi tại vì chúng ta thấy thứ nhất là còn những quỹ khác thì Arkham Investment vẫn chưa có nêu ra được và thứ nhì nữa, khi chúng ta nhìn vào cái thống kê đến từ Bloomberg đó, chúng ta có thể nhìn thấy được là con số nó gần như giống nhau mà thôi nhưng mà không có giống nhau trăm các bạn. Chúng ta bây giờ hãy nói tới giống như BlackRock đi. Thì BlackRock dựa theo Bloomberg kết thúc giao dịch vào ngày thứ sáu tuần vừa rồi đó là họ lưu trữ khoảng 33.706 thì dựa theo cái thống kê từ Arkham Invest đó, thì con số là 33.431 BTC thì cái sự khác biệt là một phần nhỏ các bạn khoảng chừng là vài trăm BTC trăm BTC là con số lớn các bạn nhưng mà chúng ta đang nói tới là hàng tỷ đô la thì cái con số khác biệt đó thì nó khác một chút xíu tại sao Tôi nghĩ là có thể Arkham Investor họ không có hết tất cả các ví tại vì khi mà các bạn nhìn bên dưới này đó, thì chúng ta thấy có rất nhiều địa chỉ ví cái đó cũng bình thường là các bạn họ sẽ chia ra chứ không hề để tất cả cho một ví đâu cho nên chúng ta không biết là Arkham Invest đã có tất cả địa chỉ ví hay là chưa. Và nếu chúng ta nhìn vào Fidelity đó, thì chúng ta nhìn thấy Arkham Invest nói là họ có khoảng chừng là 29.907 BTC. À, chúng ta nhìn vào Fidelity dựa theo thống kê từ Bloomberg đó, là họ có 30.384 BTC. Thì sự khác biệt cũng là một chút các bạn. Nhưng mà tại sao lại có sự khác biệt đó? Thì một lần nữa khả năng là chúng ta có thể thấy là họ chưa kiếm có được tất cả các ví. Còn chúng ta nhìn thấy là những công ty khác giống như là Bitwise là 10.152 Bitcoin dựa theo Arkham Invest thì dựa theo Bloomberg đó Bitwise chúng ta nhìn thấy được là con số là 10.235 cũng có một cái sự trên lệch nhưng mà không phải đi nhiều lắm và chúng ta có Franklin Templeton thì chúng ta nhìn thấy được là 1.160 Bitcoin dựa theo Bloomberg đó thì chúng ta nhìn thấy Franklin sẽ có 1169 thì con số nó khác biệt một chút nhưng mà cũng là một cái khởi đầu rất rất tốt rồi các bạn chúng ta bây giờ ít nhất cũng có thêm thông tin ngoại trừ là những cái chia sẻ đến từ Bloomberg hay đến từ Bitmax Research chúng ta ít ra cũng có thêm một nguồn nữa và có những tài liệu on chain từ Arkham cũng có thể xác nhận được là cái số lượng Bitcoin họ đang lưu trữ là khoảng bao nhiêu thì họ thật sự là đang tích lũy hiện bây giờ và với tốc độ này nếu như mà chúng ta không có cái lực bán đến từ Rayscale ra thì các bạn có nghĩ cái áp lực mua trên sàn OTC nó kinh khủng cỡ nào. Mọi thứ có thể là các bạn cảm thấy không như mong muốn giá bây giờ là khoảng 40.000 đô nhưng mà mọi thứ đều tiến triển như là chúng ta đã nói tới trước đây các bạn và có một số đơn vị thì hiện giờ vẫn đang bán chúng ta cũng đã biết rồi ngay bây giờ đó chúng ta nhìn thấy là thống kê mới nhất từ crypto coin liên quan đến những cái công ty đào thì chúng ta vẫn nhìn thấy được là mỗi lần mà cái đường màu xanh này đó tăng cao hơn những dấu chấm màu đỏ này nghĩa là tương đối so với lại trung bình 12 tháng qua thì những cái thợ đào họ có bán nhiều hay không chúng ta nhìn thấy được là câu trả lời là có các bạn chúng ta nên nhìn thấy hiện tượng này đã xảy ra từ đầu năm tới bây giờ rồi và chúng ta vẫn tiếp tục thấy đang xảy ra những công ty đào họ vẫn đang bán hiện tại tại vì sao như là nó chia sẻ những video trước đây đó có thể là họ đang tích lũy để mà chống chọi qua được Bitcoin Haven Chúng ta cũng sẽ không lặp lại phần đó tại vì những bạn nào muốn biết thêm nó có thể xem những cái video gần đây Và chúng ta cũng nhìn thấy được một điều nữa những cái đợt điều chỉnh như thế này nó tốt hay là xấu các bạn Thì chúng ta cũng đã thấy là những đợt điều chỉnh như thế này đó, Nó có những cái hiệu ứng như là sẽ reset lại những cái chỉ số Mà đã rất nóng một thời gian rồi Giống như là cái phần trăm có lời dựa theo Classno các bạn Ngày hôm nay thống kê mới nhất cho thấy được là phần trăm có lời đã giảm xuống tới cái mức là 76.9% rồi các bạn. Cuối cùng cũng đã có một sự nguội lại và chúng ta cũng đã thấy chỉ số này đã tăng liên tục bao nhiêu ngày tháng qua và càng tăng cao. Giống như chúng ta nhìn thấy được là cái khoảng cái thời gian ở trên mức này các bạn hơn 90% đang có lời đó thì càng nhiều người có lời như vậy khả năng chốt lời càng cao. Và điều đó đã xảy ra rồi các bạn chúng ta nhìn thấy được bây giờ đã điều chỉnh xuống tới cái mức là 76%. Thì 76% này đã trả về mức nào? Nếu chúng ta nhìn trước đây ra 76% thì nó đâu đó nằm ngay đây các bạn. khoảng chừng là tháng 10 của năm ngoái. Lúc đó giá bịch hồi là 29.000 đô. Các bạn có nghĩ đi, chỉ số này đã được reset lại, điều chỉnh lại sau khi mà có cái sự xuống giá gần đây. Cái mức bây giờ ngang hàng với là tháng 10 của năm ngoái nhưng mà giá bây giờ ở mức 40.000 đô so với năm ngoái là 29.910 đô mà thôi. Các bạn có thể nhìn thấy được là những đợt điều chỉnh như thế này đó rất là tốt để chúng ta có cái sự cân bằng lại, cái sự reset lại cho một số những chỉ số rồi chúng ta mới tiếp tục tiến tới. Không có gì mà lên mãi mãi mà không có sự điều chỉnh hết các bạn và cũng không có gì xuống mãi mãi mà không có sự điều chỉnh. Chúng ta có thể thấy được một Điều khác nữa là liên quan đến những cái lệnh đòn 7 chúng ta cũng đã từng nói đến. Những lệnh đòn 7 đó thì từ tháng 9 năm ngoái đã có cái sự tăng lên rồi các bạn. Nhưng mà đối với cái sự điều chỉnh gần đây đó chúng ta cũng nên nhìn thấy được là có nhiều lần lệnh đòn 7 đã điều chỉnh xuống. Và ngay bây giờ chúng ta nhìn thấy là lệnh đòn 7 đã điều chỉnh xuống tới cái mức này. Mức này đó là ngang hàng với lời tháng 11 của năm ngoái các bạn. Lúc đó giá là khoảng 37.000 đô thì lệnh 7 cũng đã điều chỉnh xuống tới cái thời điểm đó rồi. Và các bạn đã biết là càng có nhiều lệnh đoàn 7 có thể dẫn đến nhiều lệnh bị thanh lý cả hai bên luôn các bạn. Và đó là điều mà sẽ dẫn đến giá cả rất là dao động. Cho nên nếu như chúng ta thấy giá tăng mà nhiều lệnh đầu 7 cũng tăng theo đó thì đó không phải là điều tốt cho thị trường đâu các bạn. Và chúng ta thấy được là Classno cũng đã chia sẻ một cái biểu đồ. Biểu đồ này đó, cách đọc cũng rất đơn giản. Bên dưới này là năm các bạn. Thì mỗi một cái màu trên màn hình đại diện cho một chu kỳ và ở bên trên này đây chúng ta nhìn thấy được là có những cái màu như thế này như là chúng ta nhìn thấy cái thời điểm như là màu xanh lá cây đi đó là cái thời điểm mới đây các bạn từ năm 2019 cho đến năm 2022 thì những cái mà chúng ta nhìn thấy trên màn hình đó đó chính là những cái lúc mà giá điều chỉnh chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin đó đã có rất nhiều lần điều chỉnh trong phạm vi chúng ta có thể nhìn thấy được là từ 20 cây thanh này các bạn tới 30%, đó là điều chúng ta rất là thường thấy ngay cả trong một cái thời điểm mà có bull market các bạn. Bull market vẫn có thể có sự điều chỉnh 20 tới 30%, đó là điều chúng ta thấy rất nhiều lần rồi và chúng ta cũng đã nhìn thấy được là năm 2017 đó chu kỳ đó thì cũng tương tự có rất nhiều lần điều chỉnh từ 20 tới 30 phần trăm và chúng ta vẫn thấy được là sau đó bull market vẫn tiếp tục cho nên có thể là trong những thị trường khác đó mỗi lần mà giảm 20 30 phần trăm thì nhiều người coi như là khủng hoảng rồi các bạn nhưng mà trong thị trường bitcoin đó thì giảm 20 tới 30 phần trăm là một cái chúng ta cũng không có gì gọi là quá bất ngờ cho một cái mùa tăng trưởng hết những gì đang xảy ra bây giờ có khác với những mùa tăng trưởng trước đây hay không thì câu trả lời là không có các bạn mọi thứ vẫn như vậy và chúng ta cũng có một cái sự hy vọng ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy Jim Cramer tiếp tục nói xấu về thị trường này các bạn thấy được hồi sáng này đã Jim Cramer nói là khó có khả năng giá Bitcoin tìm được vị thế vững chắc thì đương nhiên sau đó giá đã giảm đến khoảng chừng là 2% các bạn và ông cảm thấy rất hứng thú hay sao đây các bạn nhìn thấy được là chiều ngày hôm nay ông lại tiếp tục thuyết về bitcoin nữa các bạn ông nói là bitcoin tough on có nghĩa là bitcoin là một thứ mà rất là khó nuốt các bạn nói chung đó thì Jim Cramer đang rất là tự mãn hiện bây giờ tại vì đã lâu rồi sau khi ông nói cái gì đó thì mọi thứ thì ngược lại các bạn Nhưng mà lần này đó thì trong vòng mấy ngày qua ông chơi Bitcoin thì đúng là giá cũng đã giảm xuống Nhưng mà hãy đợi đó <laughs> Bitcoin sẽ cho Jim Cramer biết chúng ta đang ở trong một chu kỳ như thế nào và nói tới chu kỳ nói tới lịch sử đó thì có một câu hỏi thường thường nhận được là nếu như mà mọi thứ nó cứ lặp lại như lịch sử thì tất cả mọi người đã giàu rồi Thuần đã làm YouTube liên quan tới tài chính, liên quan tới crypto đó cũng đã bước qua năm thứ bảy rồi các bạn. Và nói thật nhiều thì thường lại cảm thấy là đi vu, có nghĩa là cảm thấy là mình lập dập lại những cái mình đã nói trước đây rồi các bạn. Nhưng mà nào mà xem lại những video năm 2019, năm 2020 đó thì các bạn sẽ thấy được là những gì mà tôi nói lúc đó nó cũng áp dụng được tới bây giờ. Đương nhiên lúc đó có những tin tức khác, có những cái uh, thời điểm khác liên quan tới dịch bệnh. Nhưng mà những cái mà thuận nói tới trên căn bản nó cũng áp dụng với những cái mà đang xảy ra ngay bây giờ. Lịch sử nó không lặp lại 100%, nhưng mà nó sẽ có cái sự giống nhau. Và nó không chỉ riêng về thị trường Bitcoin các bạn Nếu như mà các bạn zoom ra bất cứ tài sản nào dài hạn Giống như chúng ta nói tới bất động sản Giống như chúng ta đã nói tới chứng khoán vân vân Các bạn zoom ra dài hạn đó các bạn sẽ thấy được là có những chu kỳ Nó cứ lặp đi lặp lại và tin tức có thể khác nhau Những gì các bạn quan tâm đến ngay lúc đó có thể khác nhau Nhưng mà chung quy đó thì mọi thứ vẫn lặp lặp lại các bạn Lý do tại sao là tại vì một cái không thay đổi theo thời gian Và cái này đã có từ rất rất lâu rồi các bạn Nói chung đó bong bóng tài chính đã có từ từ rất nhiều năm trước rồi, không phải chỉ bây giờ các bạn hàng trăm năm trước đã có rồi. Đó chính là lòng tham và sự sợ hãi đó là hai thứ mà dẫn đến thị trường có sự lặp lặp lại các bạn và đó là điều chúng ta cũng đã thấy xảy ra trong thị trường crypto này. Nhưng mà sự thật không phải ai cũng tin vào lịch sử, thuận thì tin vào lịch sử cho đến khi chúng ta có lịch sử mới. Còn riêng về tin hiện tại đó thì những gì đang xảy ra bây giờ nó có quá khác so với những gì chúng ta đã nói tới trước đây hay là không thì như thường đã chia sẻ ở đầu video nó không có khác nhiều rồi các bạn và thật ra chúng ta cũng đã từng nói đến giống như là cái lịch sử của vàng ETF khi mà được thông qua ra sao các bạn đã thấy được là cái bài này đó Thuận đã chia sẻ với các bạn ngày 28 tháng 12 nghĩa là khoảng chừng 2 tuần trước khi mà bị transport ETF được thông qua thì Thuận đã nói là chúng ta thực sự không biết được là khi mà thông qua đó tình hình nó sẽ ra sao có sell the news hay là không có sell the news nhưng mà chúng ta có thể tìm hiểu một cái tài sản khác mà có sự kiện tương tự xảy ra đó chính là vàng spot ETF được thông qua tại Hoa Kỳ vào năm 2004 và chúng ta cũng đã từng nói đến là sau khi mà thông qua đó thì chúng ta cũng tương tự như là thấy giống như Bitcoin đó trước khi mà được thông qua thì có sự tăng giá sau khi mà được thông qua thì giá cả tăng một chút xíu nữa các bạn rồi sau đó có một cái sự điều chỉnh khoảng chừng là 10% chúng ta đang nói đến là cả thị trường vàng điều chỉnh 10% trong vòng 2 tháng rồi sau đó lại đi ngang khoảng chừng là 7 tháng các bạn trong một phạm vi trong vòng 7 tháng trước khi mà chúng ta thấy được là vàng có sự tăng vọt và lập đỉnh mới và không bao giờ quay trở lại 450 đô nữa và chúng ta cũng có thể thấy, thấy hiện tượng tương tự xảy ra đối với Bitcoin và nó đang hình như là xảy ra hiện bây giờ các bạn và chúng ta cũng đã biết là tục Hoa đã ước tính giá Bitcoin lúc đó có thể điều chỉnh xuống khoảng chừng là 32.000 đô. Đương nhiên họ tính điều chỉnh là khoảng 25%, cái phần trăm điều chỉnh mà chúng ta thường thấy trong một cái đợt tăng trưởng. Và lý do tại sao họ nghĩ là có khả năng có được điều chỉnh là tại vì có rất nhiều người đang có lời thời điểm đó các bạn. Và chúng ta cũng đã thấy là bây giờ đã có một số lượng người chốt lời rồi. Cho nên thông thường hay chia sẻ với các bạn, nếu như mà các bạn không chốt lời thì người khác sẽ chốt lời giùm các bạn. Nhưng mà cái mức giá họ tính là từ 43.000 đô. Nếu như chúng ta tính cái mức giá bây giờ là 49.000 đô đi thì 49.000 đô nếu như mà điều chỉnh 25% đó thì dựa theo cái lập luận của Crypto khoan sẽ điều chỉnh tới mức nào? Chúng ta sẽ nhân cho 0.75 thì sẽ điều chỉnh tới đâu đó khoảng chừng là 36.750. Đương nhiên Crypto khoan cũng không có phải là thầy bói các bạn không thể biết được tương lai ra sao. Họ chỉ nói là có khả năng điều chỉnh thấp nhất là mức đó mà thôi. Dựa theo những tài liệu on-chain mà họ thấy. Thì nếu chúng ta nhìn thấy lịch sử lập lại đối với lại vàng ETF thì nếu chúng ta tính cái thời gian đó là Thông qua là ngày 10 tháng 1 Cuối cùng các bạn thấy là đã được thông qua ngày 10 tháng 1 Nếu như mà giống như là vàng ETF Điều chỉnh 2 tháng rồi chúng ta thấy được là Có cái à, sự tích lũy Trong một phạm vi nào đó trong vòng 7 tháng Thì khoảng chừng 9 tháng sau Sẽ có sự đột phá đối với Bitcoin Nghĩa là khoảng tháng 10 của năm nay các bạn, nghĩa là 6 tháng sau thì haven và các bạn cũng đã thấy là dựa theo lịch sử của chu kỳ 4 năm thì giá Bitcoin thường sẽ lập cái đỉnh mới khoảng chừng là 6 đến 8 tháng sau khi mà haven thì có phải lịch sử đó lập lại hay là không thì chúng ta sẽ biết vào cuối năm nay các bạn. Cái mà thuận có thể chia sẻ với các bạn là những cái khả năng những gì đã xảy ra trước đây để các bạn có một sự chuẩn bị mà thôi và chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất và kỳ vọng cho trường hợp tốt nhất các bạn và có sự chuẩn bị đó hy vọng là các bạn có thể đưa ra những quy định cho bản thân của mình thuần cũng không biết thuần chỉ có thể chia sẻ với các bạn những cái khả năng và thuần sẽ có những sự chuẩn bị lỡ như mà giá xuống lỡ như mà giá lên lỡ như mà giá tích lũy chín tháng thì thuần sẽ có những cái chiến lược như thế nào đó là những cái mà thuần sẽ đưa ra cho bản thân của mình giống như là các bạn thấy là có một cái cú đấm đang lao tới mà các bạn biết nó đang tới gần các bạn, các bạn sẽ gồng mình thì các bạn có thể là chịu được cú đấm đó tốt hơn là một cái cú đấm bất ngờ các bạn. Một cái ví dụ khác tôi đã từng chia sẻ với các bạn là các bạn có tưởng tượng mình là một đầu bếp trưởng cho một nhà hàng rất bận rộn. Thì lúc mà các bạn đưa ra cái kế hoạch của ngày đó sẽ ra sao trong trường hợp là lỡ như mà hết cái này hết cái kia hay là lỡ như là một nhân viên không tới làm việc đúng giờ thì các bạn sẽ có cách xử lý như thế nào cái thời điểm mà các bạn đưa ra những cái chiến lược đó những kế hoạch đó là trước khi mà các bạn bước vào nhà bếp khi các bạn bước vào nhà bếp rồi lúc mà giờ cao điểm mọi thứ cực kỳ hỗn loạn và xảy ra rất nhanh đó không phải là lúc mà các bạn đưa ra quyết định và những lúc đó các bạn dễ dàng phạm sai lầm hơn cho nên quyết định là phải đưa ra trước đó và chúng ta chỉ có thể là đưa ra nhiều cái trường hợp khác nhau và các bạn nên có sự chuẩn bị cho tất cả những trường hợp đó cái đó mới là điều mà thuận muốn chia sẻ ở đây với các bạn nhưng mà cho dù có kế hoạch đi nữa các bạn cũng cần phải có một tâm lý và tâm lý vẫn thì cũng cần phải có thời gian các bạn nó cũng giống như các bạn đi tập thể dục gì đó tâm lý các bạn càng trải qua nhiều thì các bạn sẽ càng có cái lòng tin các bạn Càng có nhiều kinh nghiệm hơn thì tâm lý sẽ vững hơn. Cho nên các bạn đừng có bỏ cuộc. Không chỉ riêng là chúng ta nói tới đầu tư Bitcoin, Crypto mà chúng ta nói tới là đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy. Cần kinh nghiệm và kinh nghiệm đó cần phải được rút ra các bạn chứ không có sẵn. Và các bạn có thể chuẩn bị có tâm lý nhưng mà không có đủ kinh nghiệm nữa, thì các bạn cũng sẽ vấp phải những sai lầm. Nhưng mà đó là điều bình thường trong một cái sự tiến hóa trong lĩnh vực đầu tư và cũng như là Mike Tyson nói ai cũng có kế hoạch hết cho đến khi mà họ bị đấm một cú vào mặt các bạn thì họ không còn kế hoạch nào hết chúng ta cần phải có kinh nghiệm thì mới có thể chịu được những cái cú đấm bất ngờ đó chúng ta bây giờ hãy nói tới những tin tức khác ngày hôm nay các bạn thân cười tại vì chưa gì hết thùng đã chia sẻ với các bạn tâm sự với các bạn cũng đã nửa tiếng rồi trong khi còn rất nhiều những tin tức khác thùng muốn chia sẻ thùng sẽ nói với bạn những thông tin quan trọng ngày hôm nay thì có một cái sự chia sẻ đến từ chuyên gia phân tích kiện tụng cấp cao của Bloomberg các bạn đó chính là Elliot Stan thì người này một luật sư của Bloomberg ước tính là có 70% cơ hội Coinbase sẽ thắng vụ kiện với SEC các bạn 70% cơ hội Wow, con số các bạn thấy là không nhỏ, nghĩa là khả năng cao Coinbase sẽ thắng. Và lý do tại sao đó thì ông nói là thẩm phán muốn có một nguyên tắc hạn chế đối với định nghĩa hợp đồng đầu tư của SEC. Tại vì sao thì đã từng chia sẻ với các bạn trước đây rồi, nếu như mà dùng định nghĩa của SEC đây thì nó quá rộng, nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều ngành khác nhau và bà không đồng ý và bà muốn một định nghĩa đầu tư là không bao gồm các vật phẩm sưu tầm và chúng tôi đánh giá cao là nguyên tắc mà Coinbase đưa ra là yêu cầu đầu tư vào một doanh nghiệp chứ không phải là một hệ sinh thái cùng với nghĩa vụ có thể thực thi, có nghĩa là Coinbase nói nếu như là muốn chứng minh một token là chứng khoán đó thì phải chứng minh được là người mua token đó thực sự đang đầu tư vào một công ty và công ty đó có nghĩa vụ khiến cho token đó tăng giá, đó là hai điều phải có thể chứng minh được chứ nếu không thì token đó không phải là chứng khoán. Còn về SEC đó thì họ rất là khó giống như là họ đang cố gắng cắt cái định nghĩa của hợp đồng đầu tư như thế nào để chỉ có thể là vừa vặn cho token mà thôi nhưng mà họ cắt như thế nào đi nữa thì chúng ta thấy là những cái giống như là đồ sưu tầm vẫn bị lôi vào trong đó tại vì cái định nghĩa của họ vẫn còn quá rộng khi mà thu hẹp lại thì lại không có phù hợp với lại token họ phải mở rộng ra Giống như là các bạn đi bắt cá gì các bạn, các bạn muốn bắt một loại cá nào đó thì uh, các bạn cần phải có một cái lưới khác nhau. Nhưng mà để các bạn có thể là thu hoạch được nhiều hơn thì các bạn có thể là cần phải có cái lưới lớn hơn. Nhưng mà cái lưới lớn hơn các bạn lại bắt được những con cá khác, không phải là cái loại mà các bạn muốn. Nó cũng giống như tương tự như vậy. Thuần thật ra đưa các bạn ví dụ thôi cũng chưa bây giờ đi bắt cá hết các bạn, cái này tôi cũng không biết. Thuần chỉ nghĩ là bắt cá như vậy mà thôi. Uh, thì luận điểm của chúng tôi con base có khả năng là 70% đánh bại SEC, ngay cả khi mà điều kiện này có thể đến tòa án tối cao, nơi chúng tôi tin rằng thẩm phán sẽ thu hẹp định nghĩa của Harvey Test, có nghĩa là cho dù SEC không có muốn, thì cho dù đến tòa án tối cao đi nữa đó thì khả năng thẩm phán ở tòa án tối cao cũng sẽ thu hẹp định nghĩa đó và sẽ khiến cho nhiều token không phải là chứng khoán. Và đối với lời Bloomberg thì họ nói là dù cho điều gì xảy ra với vụ kiện này hoặc là dù SEC chống lại Binance, một điều rõ ràng như ban ngày là tuyên bố từ chủ tịch SEC Gary Gensler là pháp luật rất rõ ràng cho crypto hoàn toàn không đúng các bạn. Nếu như mà pháp luật rõ ràng cho crypto thì họ đâu cần phải ra tòa để mà kiện tụng đâu các bạn. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể cần đến luật mới từ quốc hội, các luật chứng khoán hiện bây giờ không thể áp dụng với crypto. Dù say nữa đó, kết quả cho dù là kéo dài cho đến ra tòa ở tòa án tối cao thì vẫn là một kết quả tốt đối với thị trường crypto. Hôm nay đó chúng ta cũng có cái Ngày ra tòa giữa sàn Binance và SEC, các bạn đã biết là Binance tuy họ đã thỏa thuận với lại bộ tư pháp với lại cái cơ quan hợp đồng tương lai và hàng hóa các bạn CFTC, nhưng mà có một phần khác nữa vẫn chưa thỏa thuận đó chính là cái vụ kiện uh, giữa Binance và SEC và cái phần này là liên quan tới cái vụ uh, là Binance giống như là Coinbase đã cung cấp những chứng khoán mà chưa đăng ký thì ngày hôm nay họ đã ra tòa tương tự như là Coinbase tuần vừa rồi thì những cái điểm chính tại tòa ngày hôm nay hôm nay cái phiên tòa này nó ngắn hơn các bạn cái tuần vừa rồi là cuộc đại chiến giữa Coinbase và SEC kéo dài tới 5 tiếng đồng hồ. Hôm nay đã thuận thấy được là cái vụ này chỉ kéo dài khoảng chừng là 2-3 tiếng mà thôi. Thì có vài điểm quan trọng có 7 điểm tổng cộng của các bạn. Thứ nhất là thẩm phán trong vụ này là thẩm phán khác không phải là cái thẩm phán phê già dạ mà chúng ta nói tới tuần vừa rồi. Nhưng mà thẩm phán này cũng tỏ ra nghi ngờ về ý kiến cho rằng stablecoin BUSD là một hợp đồng đầu tư. Đây là một điều thường cảm thấy cũng khó hiểu các bạn tại sao mà đồng ổn định BUSD lại là một hợp đồng đầu tư dựa theo định nghĩa của SEC. Nhưng mà cái phần thứ nhì này lại quan trọng các bạn, thẩm phán ở trong cái vụ kiện này lại có cái sự đồng tình với lập luận của SEC là Binance ban đầu bán token BNB như là một hợp đồng đầu tư. Cái này nó tốt hay là xấu với BNB các bạn đương nhiên là xấu rồi nhưng mà có thật sự là cực kỳ xấu hay không để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn. Đối với là những bạn nào mà mới tham gia vào crypto có thể là không biết ban đầu đó năm 2017 khi mà các bạn thấy là Binance bắt đầu là tung ra đồng BNB lúc đó không có Binance Chain như bây giờ hay gì hết các bạn lúc đó đồng BNB đó chỉ là đến từ Binance mà thôi và người ta mua đồng BNB chỉ vì một lý do duy nhất không phải là vì tham gia Launchpad thì hết các bạn Người ta mua đồng BNB chỉ vì các bạn có thể sử dụng đồng BNB để mà trả phí giao dịch Thì sẽ được giảm phí giao dịch trên sàn Binance Đó là lý do duy nhất cho nên các bạn thấy là đồng BNB nó gắn liền với lại sàn Binance Và chỉ duy nhất giá trị của đồng BNB đến từ sàn Binance mà thôi Khi mà họ mới phát hành Sau này đây các bạn thấy được là sàn Binance đó là họ sẽ trích ra một phần của thu nhập để mà quy ra đồng BNB rồi đốt đi sau này nữa thì các bạn mới thấy là họ mới nói là bây giờ chỉ quy ra sử dụng những cái thống kê đến từ on chain từ Binance Smart Chain mà thôi nhưng mà trước đó là dùng thu nhập của sàn Binance cho nên cái token này nó thật sự là có cái sự gắn liền với là sàn Binance cho Thùng cũng có hiểu tại sao mà thẩm phán có vẻ đồng tình với lập luận của SEC thì đúng đây là một cái thông tin không có tốt cho đồng BNB các bạn nhưng mà sự thật đó cái này nó liên quan đến những sàn ở Hoa Kỳ mà thôi và các bạn cũng đã nhìn thấy được là những sàn tập trung đó chúng ta nhìn thấy là mà có đồng BNB thì chúng ta có những sàn như là Binance các bạn sang Binance gần như là một phần tư giao dịch là trên sàn Binance rồi chúng ta có Maxi chúng ta có Bitgate chúng ta chỉ có những cái sàn này là có đồng BNB mà thôi những sàn ở Hoa Kỳ trên căn bản là không có đồng BNB cho nên tuy đây là cái thông tin không có tốt nhưng mà nó cũng không có phải là cái thông tin đối với thuận là ảnh hưởng nặng đến giá cả của đồng BNB đâu. Tại vì trên căn bản đó, Thuận không nghĩ là có nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ lưu trữ đồng BNB và đương nhiên không có sàn nào Hoa Kỳ mà Thuận biết có đồng BNB hết. Cho nên cho dù là cuối cùng BNB là một chứng khoán này nữa đó thì cũng không có cái sự bán tháo đến từ Hoa Kỳ. Đối với Thuận là như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta nhìn thấy được là có thông tin này đồng BNB giảm 3.2% thì cũng tương tự như những đồng khác thôi chứ nó không có phải là liên quan trực tiếp với cái thông tin đến từ thẩm phán đâu các bạn. Nhưng mà một điều nữa nó quan trọng hơn là điều thứ ba các bạn. Tuy là thẩm phán nói là có thể lúc ban đầu là sàn Binance bán BNB như là một hợp đồng đầu tư nhưng mà ngược lại đó thì thẩm phán cảm thấy là không thuyết phục với lập luận là token ngay cả khi ban đầu được bán như là một hợp đồng đầu tư vẫn tiếp tục là chứng khoán khi mà được giao dịch trên thị trường thứ cấp nghĩa là trên những sàn giao dịch bình thường mãi mãi có nghĩa là gì đây là một điều cực kỳ quan trọng và có nghĩa là cho dù một đồng nào đó trước đây đó họ không có biết rõ về luật chứng khoán họ lỡ bán và cam kết với nhà đầu tư thì cũng không có nghĩa là đồng đó sau này sẽ mãi mãi là chứng khoán tới một lúc nào đó có thể đồng đó đã không còn là chứng khoán nữa và có khả năng BNB sẽ là như vậy các bạn có thể là lúc mới bán là hợp đồng đầu tư nhưng bây giờ là không còn nữa điều này rất là quan trọng điều thứ tư luật sư của SEC hôm nay nói là token có thể là hợp đồng đầu tư cái này nó lại trái ngược bởi những gì mà họ nói tuần trước các bạn đã nhớ là khi ra tò với Coinbase thì luật sư của SEC đã nói là token căn bản chỉ là một mã máy tính mà thôi hệ sinh thái mới là cái thứ cấu thành thành đồ đầu tư. Hôm nay họ lại nói hoàn toàn ngược lại các bạn. Và điều thứ năm thẩm phán đã không đồng ý với đề nghị của SEC là phải có các phiên tòa riêng để xem coi là liệu 10 token khác được liệt kê trong đơn kiện có phải là hợp đồng đầu tư hay là không. Lý do thẩm phán nói là nó không được công bằng tại vì cái mà SEC đăng kiện là sàn Binance chứ không phải là những cái token đó. Nếu như mà SEC muốn có một cái phiên tòa khác để mà nói về những token này thì Binance không phải là đơn vị có thể đứng ra để mà nói cái gì là chứng khoán, cái gì là không thể các bạn. Phải có những người đại diện cho những cái dự án đó. Và cái này cũng hợp lý thôi các bạn. Điều thứ sáu đó là token duy nhất được đề cập đến ngoài BNB và BUSD là Filecoin nhưng mà không có đề cập cụ thể về bất cứ đồng nào khác nữa như là Cardano hay là Solana. Và điều cuối cùng là thẩm phán đã hỏi điều quan trọng nhất là cái ranh giới giữa các token hợp đồng đầu tư và những token không phải bởi vì có nhiều người đang mua bán những tài sản này và họ cần biết đây là một điều mà các bạn thấy được những thẩm phán đã hiểu rõ hơn là cái mà họ đang xử đó không phải chỉ đơn giản là cái vụ kiện về cái tính chất kỹ thuật trước mặt họ đâu. Đứng sau lưng những token này là có rất là nhiều những nhà đầu tư và họ có thể hoàn toàn bị thiệt hại nặng nếu như mà sự cái vụ này không có đúng. Cho nên những thẩm phán bây giờ họ rất là cẩn thận, họ đã biết được là SEC muốn làm gì và họ cảm thấy là SEC cần phải giải thích rõ ràng trước khi mà họ đã quyết định. Đây là điều mà SEC không muốn nói rõ như năm nay, họ lúc nào cũng để một cái lý thuyết nó mơ hồ các bạn. Tại vì nếu nói rõ đó thì khi mà họ đã nói là đây là những quy định những cái token này là chứng khoán những token này là không thể thì dẫn đến là nhiều kiện tụng hơn tại vì các bạn thấy những token có thể hoạt động nó tương tự như nhau mà SEC đưa ra quy định thì có thể là những cái token họ nói là chứng khoán lại nói là họ cũng hợp quy định dẫn đến nhiều kiện tụng hơn nữa SEC đang đứng ở một chỗ rất là khó khăn các bạn và một điều mà nhiều người nói là khá thất vọng khi mà luật sư của Binance không có tranh luận là token không thể là hợp đồng đầu tư nếu như mà không đi kèm với cái quyền lợi thu nhập sở hữu của phần công ty hoặc là lợi nhuận doanh nghiệp họ không có đề cập đến những điều này mà đáng lý là họ nên nói lúc mà nói về BNB đó thì đáng lý đâu đối với nhiều người là luật sư của sàn Binance nên nói là ok nhưng mà sở hữu đồng BNB không phải là cổ đông của sàn Binance không được nhận bất cứ một lợi tức nào cũng không có phải là một thành viên nào của sàn Binance hết cho nên sở hữu đồng BNB không thể là chứng khoán được, không thể đồng hợp đồng đầu tư được Nhưng cái đó đã không được đề cập đến cho bạn Và cái phiên tò là kết thúc Chúng ta cũng giống như là Coinbase vẫn tiếp tục chờ đợi Mà thôi vẫn chưa có kết quả ngày hôm nay Nhưng mà đối với lại SEC đó Hôm nay có một cập nhật các bạn liên quan đến cái vụ mà Cái account X của họ ở trên Twitter bị hack đó. Thì chúng ta nhìn thấy đây là cái cập nhật chính thức đến từ SEC Họ đã nói gì các bạn? Nói tóm lại đó, họ nói là Chức năng xác thực hay yếu tố đã bị vô hiệu hóa khoảng 6 tháng trước khi mà vụ hack xảy ra và sau đó họ đã bị tấn công sim swap các bạn thì trong cái chức năng xác thực đa yếu tố trước đó đã được kích hoạt ở trên tài khoản X của SEC nó đã bị vô hiệu hóa bởi X support theo yêu cầu của nhân viên vào tháng 7 năm 2023 do vấn đề truy cập vào tài khoản có nghĩa là một lý do nào đó SEC không có truy cập vào cái tài khoản X của họ được Cho nên họ đã liên hệ với lại support của X Rồi sau đó nói là bây giờ hãy vô hiệu hóa QFA Nhưng mà họ lại quên cài lại cái xác nhận đài yếu tố đó Dẫn đến xảy ra vụ hack các bạn Và có một nhân viên của SEC đã bị uh, SIM swap SIM swap có nghĩa là một ai đó Họ đã giả dạng là nhân viên của SEC gọi cho tổng đài của điện thoại Và nói là bị mất SIM hay gì đó Rồi sau đó họ đã có thể thuyết phục được tổng đài cho họ cái SIM, rồi sau đó họ dùng cái SIM đó để có thể login vào trong cái account của X của SEC dẫn đến cái sự kiện này. Đương nhiên đây là một sự bất cẩn các bạn, và cho dù giải thích như vậy nữa đó, thì quốc hội vẫn cần một câu trả lời, tại vì SEC không phải là đơn vị bình thường các bạn, họ là một đơn vị của chính phủ, và thêm vào đó họ là đơn vị mà quản lý bảo mật của những công ty, nhưng mà bản thân của họ lại là công ty mà bị hack một cách đơn giản như vậy, thì cần phải có một câu trả lời. Ai đó sẽ phải chịu trách nhiệm trong cái vụ này Chúng ta cũng có một cái thông tin thú vị Đến từ Maxine Waters các bạn Thì Maxine Waters là một trong những cái Hội viên của hội đồng Quản lý và chủ tài chính ở Hạ Viện Thì Maxine Waters đã gửi Một lá thư đến cho Mark Zuckerberg Lý do đó bà ta gửi đến Tại vì bà ta nói là hiện bây giờ Facebook vẫn có năm bản quyền liên quan đến Crypto. Năm bản quyền đó bây giờ Vẫn còn hiệu lực. Mặc dù là Mark Zuckerberg của Meta của Facebook đó luôn nói là họ không có bất cứ một cái kế hoạch gì liên quan đến crypto hết, nhưng mà lý do tại sao lại có năm cái bản quyền này vẫn còn hiệu lực thì họ cần có một câu trả lời đến từ Mark Zuckerberg, cái mà họ không muốn là Mark Zuckerberg âm thầm làm cái gì đó liên quan tới crypto tại vì trước đây đó chúng ta đã biết là Facebook đã muốn đưa ra một stablecoin là cái đồng Libra, sau đó gọi là đồng Diem đó các bạn, nhưng mà cái kế hoạch đó đã bị hủy bỏ rồi hoàn toàn là bị thất bại và lúc đó quốc hội cũng đã có nhiều cái áp lực không cho facebook tự đưa ra một cái stable coin. thì bây giờ họ là hỏi facebook đó bây giờ phải nói cho rõ ràng là họ có kế hoạch gì liên quan đến crypto hay là không tại sao lại vẫn còn năm cái bản quyền có hiệu lực như vậy Chúng ta sẽ chờ đợi uh, xem Colombo sẽ có bước nói gì các bạn Và cái ngày mà phải trả lời đó chính là ngày 15 tháng 2 Có nghĩa là nếu như mà Meta thực sự âm thầm làm cái gì đó với crypto Mà không muốn cho ai biết đó Thì bây giờ họ phải công bố các bạn Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Trong một video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng Cho cộng đồng của thùng Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, alix và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.